Quốc đã xảy ra 75 vụ tai nạn giao thông, làm 58 người chết, 58 người bị thương. Đây là những con số đáng chú ý do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa công bố. Riêng trong ngày 4 tháng 9, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 16 người, trong đó toàn bộ là tai nạn giao thông đường bộ. Cũng trong 3 ngày qua, đã có hơn 9.100 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện và xử lý trên 6,4 tỷ đồng. Đường dây nóng của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã tiếp nhận và xử lý 131 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình trạng vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô mà chủ yếu là chở quá số lượng, nhồi nhét hành khách, tăng giá vé trái quy định, ùn ứ giao thông tại khu vực cửa ngõ trên địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh trong ngày đầu và ngày cuối của dịp nghỉ lễ.